Thưa quý vị, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước tình hình trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho người dân, đồng thời hỗ trợ các hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Gia đình ông Lượng Văn Hùng ở tổ 1, ấp 4, xã Vân Riền, huyện Xuyên Mộc có vườn điều hơn 100 gốc. Do ảnh hưởng dịch bệnh, phải thực hiện giãn cách nên việc thu hoạch bị gián đoạn. Thêm nữa, giá cả bị xuống thấp nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, khi được giải ngân nguồn vốn vay 70 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư cải tạo lại vườn điều chuẩn bị cho vụ sau, ông rất phấn khởi. Điều thì trong cái đợt dịch thì thất thu rất nhiều về giá cả và cái như là thu hái, nhưng mà cái thường là mình thu là được cái 100% thì bây giờ là nó xuống lại còn là 50 hoặc là 60, nó xuống rất là thấp. Bây giờ là nhà nước ủng hộ cho cái như là cho vay vốn để mà tái tạo lại để chăm sóc cho nó cây trái cho nó được đầy đủ phân bố rồi thuốc men để đạt cái kết quả nó cao, thì tôi cũng rất là mang ơn, rất là biết nhà nước quan tâm đến các hộ nông dân. Vào thời điểm khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì những đồng vốn ưu đãi từ ngân hàng đã cứu cánh cho nhiều nông dân, giúp nông dân có điều kiện duy trì phát triển chăn nuôi, trồng trọt, giải quyết những khó khăn trước mắt của gia đình. Vay 50 triệu tiền vốn chị về chị chăn nuôi bò. Do đại dịch này vợ chồng chị không đi làm được nên là thu nhập không có tiền. Làm ăn kinh tế cũng khó khăn thì giờ nhờ giúp vốn cái nguồn vốn này cho chị làm ăn cho khắc phục đi qua đại dịch. Trước khi thực hiện giãn cách xã hội á thì tôi đang xây dựng nhà ở, nhưng do tình hình dịch bệnh á thì hưởng thu nhập cá nhân tự do thì do ba người lao động chính thì mất việc, nghỉ việc để chống dịch, nên sử dụng tiền dành dụm xây nhà để chi tiêu cho gia đình 5 người. Thì hết giãn cách xã hội thì tiếp tục phép xây dựng trở lại nên thiếu tiền để xây dựng. Giờ qua tìm hiểu và tuyên truyền của địa phương thì biết được ưu tiên vay vốn cho người thu nhập thấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thì được anh chị cán bộ cũng hỗ trợ nhiệt tình để giúp đỡ hoàn thành hồ sơ và nhận được giải ngân được 1 là 250 triệu đồng để tiếp tục xây dựng nhà ở. Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, việc lựa chọn đối tượng cho vay vốn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay là rất quan trọng. Nhiệm vụ này được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giao cho các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện. Tình hình dịch bệnh vừa rồi thì bà con cũng có rất nhiều người là có nhu cầu vay vốn về để sản xuất cho cái nền kinh tế của bà con cũng hơi là khó khăn. Rồi chúng tôi cũng nắm bắt được cái tình hình của bà con có nhu cầu vay vốn thì chúng tôi đã họp tổ và bình xét cho những cái hộ mà khó khăn nhất thì để coi như đề nghị ngân hàng là cho các giải ngân cho các hộ đó. Và đợt này thì tổ tôi là có ngân hàng cũng đã giải ngân được cho 9 hộ. Từ khi huyện Xuyên Mộc kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân cho 124 hộ người lao động với số tiền gần 5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn giải quyết việc làm. Với ưu điểm là lãi suất thấp, chỉ từ 7,92% đến 9% năm, thời gian vay kéo dài 5 năm, nên nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp rất nhiều cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần giảm tải áp lực về chính sách an sinh xã hội cho chính quyền địa phương. 3 tháng cuối năm 2021 thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục phối hợp với lại các hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương để tiếp tục cho vay cái nguồn vốn đến với các hộ gia đình, thì ước tính là khoảng 14 tỷ đồng để cho vay các đối tượng làm hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid vừa qua thì để cho họ có cái điều kiện mà phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, thì việc chủ động dành nguồn vốn ủy thác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được xem như lực kéo quan trọng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách không bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh.